Theo dự báo của Liên Hợp Quốc, việc đối phó với dịch bệnh Ebola sẽ cần khoảng 987,8 triệu đô la Mỹ. Trong đó riêng Liberia, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, sẽ cần khoảng một nửa số tiền trên. Ông David Navarro, người đứng đầu cơ quan điều phối ứng phó dịch bệnh Ebola của Liên Hợp Quốc cho biết, khoản tiền cần huy động tăng gấp 10 lần so với mức dự kiến tháng trước do quy mô của dịch Ebola đã tăng gấp đôi trong tháng vừa qua. Liên Hợp Quốc ước tính, từ nay đến cuối năm có thể sẽ có khoảng 20.000 người bị nhiễm bệnh, phần lớn ở ba quốc gia ổ dịch là Guinea, Sierra Leone và Liberia. Tuy nhiên, Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới dự báo, nếu cộng đồng quốc tế và các nước bị ảnh hưởng ứng phó nhanh chóng, mạnh mẽ và hiệu quả với dịch bệnh này, thì có thể sẽ đẩy lùi tốc độ lây nhiễm vào cuối năm và chấm dứt dịch bệnh vào giữa năm sau. Cũng trong ngày 16 tháng 9, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đã kêu gọi viện trợ ngay 200 triệu đô la Mỹ để ứng phó với dịch bệnh Ebola. Trong đó, khoảng 65 triệu đô la Mỹ sẽ dành cho các chương trình của UNICEF tại Liberia, 61 triệu đô la Mỹ dành cho Sierra Leone và hơn 55 triệu đô la Mỹ dành cho Guinea. Số tiền gần 10 triệu đô la Mỹ còn lại được dùng để giúp các nước láng giềng chuẩn bị phương án ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Cùng ngày, Mỹ thông báo sẽ cử thêm 3.000 nhân viên quân y tới Tây Phi. Trung Quốc cũng có kế hoạch gửi thêm nhân viên y tế đến Sierra Leone, nâng tổng số chuyên gia y tế Trung Quốc tại quốc gia Tây Phi này lên 174 người.